Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của 3 người đàn ông ở dưới hồ suối đá thuộc xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc. Thông tin ban đầu, 3 người này gồm PHH sinh năm 1995, TN sinh năm 1983 và NVH sinh năm 2000 cùng trú tại xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, rời khỏi nhà vào khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 2 để đi chài cá. Và chiều cùng ngày thì cả 3 người không về nhà nên các gia đình đã chia nhau đi tìm kiếm. Sau đó thì người thân đã phát hiện trên bờ hồ suối đá cách nhà các nạn nhân khoảng 10 km có 2 chiếc xe máy của các nạn nhân cùng với những đôi dép ở trên bờ. Gia đình đã tìm xung quanh khu vực hồ nhưng không có kết quả. Đến sáng ngày 17 tháng 2, thi thể của một trong 3 nạn nhân đã nổi lên mặt nước và được vớt vào bờ. Người dân đã tiếp tục dùng xuồng để chạy khắp bờ hồ dò tìm và phát hiện 2 thi thể còn lại nổi lên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tìm kiếm nhân chứng, cho xuồng máy chạy quanh khu vực để tìm kiếm các vật chứng liên quan và khám nghiệm hiện trường. Lực lượng phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Thuận cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.